Bạn đang đến với bản tin quốc tế của báo Vietnamnet. Hãy cùng chúng tôi điểm qua những thông tin đáng chú ý. Tổng thống Biden thừa nhận suýt ngủ gật trong cuộc tranh luận với ông Trump. Hé lộ nguyên nhân vụ dẫm đạp kinh hoàng tại sự kiện tôn giáo ở Ấn Độ. Bầu cử Mỹ, nhà sử học nổi tiếng nêu lý do Đảng Dân Chủ không nên tìm ứng viên thay Tổng thống Biden. Đáp trả vụ tấn công đẫm máu vào Crimea, Nga trút mưa tên lửa tập kích sân bay quân sự của Ukraine. Liên minh Tổng thống Macron hợp tác với phe cánh tả nhằm ngăn phe cực hữu chiếm đa số tại Quốc hội. Tổng thống Mỹ Joe Biden thừa nhận màn thể hiện của ông trong cuộc tranh luận trực tiếp trên truyền hình ngày 27 tháng 6 không phải là thành tích tốt nhất của ông, nhưng nói rằng nguyên nhân là do vấn đề lệch mỗi giờ sau hai chuyến công du nước ngoài khiến cho ông cảm thấy buồn ngủ. Ông Biden đang phải đối mặt với nhiều hoài nghi về khả năng tiếp tục chiến dịch tranh cử năm nay sau màn tranh luận không ổn định với đối thủ Donald Trump. Ngày 2 tháng 7 vừa qua, thành viên Đảng Dân Chủ tại Hạ viện đã công khai kêu gọi ông rút khỏi cuộc đua. Phát biểu tại sự kiện tranh cử ở McLean, Virginia tối ngày 2 tháng 7, ông Biden đã thừa nhận cuộc tranh luận với ông Trump ở Đảng Cộng Hòa diễn ra không suôn sẻ. Tổng thống Biden nói tại buổi gây quỹ tranh cử mà không có sự trợ giúp của máy nhắc chữ rằng tôi đã không có một đêm tuyệt vời nhất. Nhưng thực tế, bạn biết đấy, tôi không được thông minh lắm. Tôi đã quyết định đi vòng quanh thế giới vài lần, đi qua khoảng 100 múi giờ trước khi tham gia cuộc tranh luận. Không phải nghe lời nhân viên của tôi và quay lại và suýt ngủ quên trên sân khấu. Đó không phải là một lời bào chữa mà là một lời giải thích. Tổng thống Biden tới Pháp và Ý trong khoảng 2 tuần của tháng 6, sau đó đã trở về Mỹ và xuất hiện tại buổi gây quỹ với cựu Tổng thống Barack Obama ở Los Angeles ngày 15 tháng 6 trước khi trở về Washington ngay ngày hôm sau. Sau đó, ông dành 6 ngày tại trại David để chuẩn bị cho cuộc tranh luận hôm 27 tháng 6. Các quan chức Nhà Trắng nói rằng màn thể hiện phập phù của ông Biden trong suốt cuộc tranh luận là do cảm lạnh. Ông Biden không đề cập đến việc bị ốm trong buổi gây quỹ ngày 2 tháng 7. Theo thông tin ban đầu về vụ dẫm đạp gây thương vong nghiêm trọng ở Ấn Độ ngày 2 tháng 7, đám đông tụ tập gần thành phố Taras để nghe một nhà thuyết giáo nổi tiếng thuyết giảng. Nhưng một cơn bão bụi dữ dội đã gây ra hoảng loạn khi mọi người đang rời đi. Nhiều người đã bị dẫm đạp, ngã chồng lên nhau, một số người đã ngã xuống cống ven đường. Một quan chức Ấn Độ cho biết, có ít nhất 107 người thiệt mạng trong vụ dẫm đạp sau cuộc tụ họp tôn giáo của người Hindu ở miền Bắc Ấn Độ này. Phát biểu với báo giới, người phụ trách y tế của bang, ông Umesh Kumar Tripathi đã cho biết hầu hết những người tử vong là phụ nữ. Nhiều người bị thương đã được đưa vào bệnh viện. Trong phát biểu sau vụ việc, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi tuyên bố bồi thường $2,400 cho người thân của những người thiệt mạng và $600 cho những người bị thương. Tổng thống Draupadi Murmu cũng đã gửi lời chia buồn sâu sắc. Về phần mình, Thủ hiến bang Uttar Pradesh, ông Yogi Adityanath cũng đã bày tỏ lời chia buồn và đã chỉ đạo các viên chức hành chính quận ngay lập tức đưa những người bị thương đến bệnh viện cũng như đẩy mạnh công tác cứu trợ tại hiện trường. Những vụ việc gây thương vong về người thường xảy ra tại các địa điểm thờ cúng trong các lễ hội tôn giáo ở Ấn Độ. Ít nhất 112 người đã thiệt mạng năm 2016 sau một vụ nổ lớn do màn bắn pháo hoa bị cấm tại một ngôi đền chào mừng năm mới của người Hindu. 115 tín đồ khác đã thiệt mạng vào năm 2013 trong một vụ dẫm đạp tại một cây cầu gần một ngôi đền ở Madhya Pradesh sau khi có tin đồn lan truyền rằng cây cầu sắp sập. Năm 2008, 224 người hành hương đã thiệt mạng và hơn 400 người bị thương trong vụ dẫm đạp tại một ngôi đền trên đỉnh đồi ở thành phố Jodhpur phía Bắc. Alan Chipman, nhà sử học, đã dự đoán chính xác kết quả 9 trong số 10 cuộc bầu cử tổng thống gần đây nhất đã lập luận rằng việc thay thế Tổng thống Joe Biden có thể khiến cho Đảng Dân Chủ mất cơ hội chiến thắng trong cuộc bầu cử năm 2024. Lisman là giáo sư sử học tại Đại học Mỹ, đã bác bỏ lời kêu gọi ngày càng gia tăng của các chính trị gia và các nhà hoạt động dân chủ kêu gọi đương kim Tổng thống Mỹ Biden, 81 tuổi, rút lui khỏi cuộc đua Tổng thống sau màn trình diễn tranh luận thảm hại của ông vào cuối tuần trước với cựu Tổng thống Donald Trump. Khoảnh khắc quan trọng này đã đặt ra những câu hỏi mới về tuổi tác của ông Biden và khả năng phục vụ nhiệm kỳ thứ hai. Đó là một sai lầm lớn. Họ không phải là bác sĩ, họ không biết liệu ông Biden có đủ khả năng về mặt thể chất để thực hiện nhiệm kỳ thứ hai hay không. Ông Lisman nói trong một cuộc phỏng vấn với CNN về những lời kêu gọi thay thế ông Biden. Tất cả đều là những điều vô nghĩa ngu ngốc.
ông Lipman đã dự đoán chính xác kết quả của hầu hết mọi cuộc bầu cử trong nửa thế kỷ qua, ngoại trừ cuộc đua năm 2000, bằng cách sử dụng một loạt 13 yếu tố lịch sử hoặc chìa khóa. Hệ thống này bao gồm 4 yếu tố dựa trên chính trị, 7 yếu tố dựa trên hiệu suất và 2 yếu tố dựa trên tính cách của ứng cử viên. Các yếu tố quyết định bao gồm từ việc ứng cử viên có phải là tổng thống đương nhiệm hay không, cho đến tình trạng nền kinh tế và sự hiện diện của các ứng cử viên của đảng thứ ba. Tuy nhiên, hiệu suất tranh luận không phải là một trong những yếu tố quyết định kết quả của cuộc bầu cử. Ông lập luận và chỉ ra những ví dụ lịch sử bao gồm cuộc bầu cử năm 1984, trong đó có cựu tổng thống Ronald Reagan đã giành chiến thắng ở 49 tiểu bang, mặc dù hiệu suất tranh luận kém và lo ngại về tuổi tác của ông. Khi được hỏi về liệu những câu hỏi xoay quanh tuổi tác và sự minh mẫn về mặt tinh thần của ông Biden có khác biệt cơ bản so với các số liệu của ông với tư cách tổng thống hay không, ông Lipman đã nhấn mạnh thêm, những màn trình diễn tranh luận có thể bị vượt qua ngay cả khi có dấu hiệu đầu tiên của sự bất lợi, nhưng người dân chủ đã hèn nhát và muốn gạt bỏ chính tổng thống đương nhiệm của họ. Trời ơi, thật không thể tin nổi. Ông Lipman vẫn chưa đưa ra dự đoán cuối cùng về việc ai sẽ giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2024. Quân đội Nga đã tiến hành một loạt các cuộc tấn công bằng hệ thống tên lửa chiến thuật Iskander nhằm vào sân bay quân sự của Ukraine ở thành phố Mykolaiv, vùng Poltava. Truyền thông Nga đã đưa tin vào đêm 30 tháng 6, rạng sáng ngày 1 tháng 7, ba tên lửa Iskander trang bị đầu đạn chùm đã tấn công mục tiêu chiến lược của lực lượng vũ trang Ukraine. Các vụ nổ mạnh xuất hiện tại căn cứ không quân Mykolaiv, vùng Poltava. Theo các nhà quan sát, các sân bay quân sự ở Mykolaiv, Starokonstantinov, cũng như ở vùng Chernovtsi và Ivano-Frankivsk của Ukraine thường xuyên bị tên lửa và máy bay không người lái cảm tử của Nga tấn công. Các lực lượng vũ trang Ukraine đang cố gắng di chuyển các máy bay Su-24 và MiG-29 từ những sân bay này sang sân bay khác để đánh lạc hướng cuộc tấn công của Nga. Trước đó có thông tin cho biết, Nhà Trắng đã từ chối cho phép Kiev triển khai máy bay F-16 từ các căn cứ không quân nằm ngoài lãnh thổ nước này. Theo điều kiện chuyển giao, máy bay F-16 của Mỹ phải được đồn trú tại các sân bay trong lãnh thổ Ukraine. Do đó, ngoài sân bay Starokonstantinov và Mykolaiv cùng hai sân bay dự bị ở khu vực Lviv và Kiev, các lực lượng Ukraine vẫn còn một căn cứ không quân ở Lutsk có điều kiện phù hợp để tiếp cận các máy bay chiến đấu này. Trong một diễn biến mới, Bộ Quốc phòng của Nga hôm thứ Hai ngày 1 tháng 7 cho biết, các hệ thống phòng không của nước này đã bắn hạ 8 tên lửa hành trình Storm Shadow, 5 quả bom Hammer, 5 tên lửa HIMAR và Vampire cũng như 72 máy bay không người lái chỉ trong một ngày. Ngày 1 tháng 7, phe trung dung của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã hợp tác với Liên minh cánh tả nhằm ngăn chặn phe cực hữu chiếm đa số tuyệt đối tại Quốc hội và kiểm soát chính phủ nước này. Sau vòng bỏ phiếu đầu tiên của Quốc hội bầu cử mang lại kết quả bất ngờ, kết quả kiểm phiếu sơ bộ trong vòng 1 cuộc bầu cử Quốc hội Pháp hôm 30 tháng 6 cho thấy, Đảng Tập hợp Quốc gia RN cực hữu do chính trị gia Marine Le Pen lãnh đạo đã giành ưu thế với 33% phiếu bầu, so với Liên minh Mặt trận Bình dân mới được 28% và phe trung dung chỉ được hơn 20%. Cuộc bầu cử diễn ra sau khi Tổng thống Macron ngày 9 tháng 6 đã giải tán Quốc hội với dự kiến cử tri Pháp sẽ giúp ông ấy ngăn chặn đà trỗi dậy của phe cực hữu. Tuy nhiên, đảng RN cực hữu đã đạt được kết quả chưa từng có trong cuộc bỏ phiếu vòng 1. Điều này được cho là có thể mở ra cánh cửa quyền lực cho phe cực hữu tại Pháp lần đầu tiên kể từ Thế chiến thứ hai. Trong bối cảnh đó, phe trung dung của Tổng thống Macron bắt đầu hợp tác với phe cánh tả để đảm bảo rằng RN không giành được 289 số ghế cần thiết để chiếm đa số tuyệt đối tại Quốc hội gồm 577 ghế. Ngoài ra, các ứng cử viên đứng thứ 3 đủ điều kiện vào vòng 2 đã được khuyến khích rút lui để củng cố mặt trận phản đối phe cực hữu. Trong một tuyên bố, Tổng thống Macron cũng đã kêu gọi thành lập một liên minh rộng lớn nhằm chống lại phe cực hữu, đồng thời triệu tập một cuộc họp nội các vào ngày 1 tháng 7 để quyết định hướng hành động tiếp theo. Giới phân tích dự đoán kết quả của cuộc bầu cử quốc hội sớm nhiều khả năng dẫn đến tình trạng quốc hội treo, có thể làm hỗn loạn và gây tê liệt hệ thống chính trị của Pháp trong nhiều tháng, trong bối cảnh nước này chuẩn bị đăng cai Olympic Paris 2024 vào cuối tháng 7 này. Phần tin vừa rồi đã kết thúc bản tin quốc tế của báo Vietnamnet. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!